xác định đủ 24 đội dự World Cup U17. Sau khi FIFA xác định, Indonesia là chủ nhà World Cup U17 và vòng chung kết U17 châu Á vừa kết thúc các trận tứ kết thì danh sách 24 đội dự World Cup U17 liền được công bố. Với các khu vực giải U17 có nơi kết thúc, có nơi đã xác định các suất dự World Cup trong khi châu Á là địa điểm thi đấu vòng chung kết trẻ muộn nhất. Điều đó cũng đồng nghĩa 4 suất dự World Cup của châu Á là 4 suất cuối cùng cộng thêm chủ nhà Indonesia mới được chọn, nên châu Á có 5 suất. 24 đội dự World Cup U17 gồm các đội đến từ các khu vực sau. Châu Á, 5, Indonesia, chủ nhà, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan. Châu Âu, 5, Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Tây Ban Nha. Châu Phi, 4, Burkina Faso, Mali, Morocco, Senegal. Nam Mỹ, 4, Argentina, Brazil, Ecuador, Venezuela. Châu Đại Dương, 2, New Caledonia, New Zealand. CONCACAF, 4, Canada, Mexico, Panama, Mỹ. Lễ bốc thăm sẽ tổ chức vào tháng 8 tại Jakarta, Indonesia. 24 đội sẽ được chia thành 6 bảng thi đấu vòng chung kết World Cup.